Chúa đã sai tôi đi. Sai tôi đi loan báo tin mừng. Lạy chính Chúa đã thánh khiến tôi. Sai tôi đi, người sai tôi đi. Sai tôi đến với người nghèo khó. Sai tôi đến với người lao tù. Đem tin mừng sai. Chúa đã cứu tôi. Này chính Chúa đã sai tôi đi. Sai tôi đi loan báo tin mừng. Này chính Chúa đã thánh khiến tôi. Sai tôi đi, người sai tôi đi. Sai tôi đến với người tham khó. Tôi đến với người âu sầu, đem tin mừng thắng tôi. Thiên Chúa đã cứu tôi. Này chính Chúa đã sai tôi đi. Sai tôi đi loan báo tin mừng. Này chính Chúa đã thánh khiến tôi. Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Thưa anh chị em, hôm nay Chủ nhật thứ 29 mùa thường niên được giao đặt là ngày Chủ nhật Thánh nhật truyền giáo. Trong thánh lễ này, ta xin Thánh Thần soi sáng thêm sức mạnh để ta biết nhiệt thành ra đi giới thiệu Chúa cho những người khác qua lời nói và đặc biệt là qua đời sống chứng tá của mình. Cũng trong sự hiệp thông, xin anh chị em hiệp đi các gia đình dâng lễ theo các ý nguyện, xin dâng lễ tạ ơn, xin ơn bình an, lễ dỗ cho linh hồn Giuse Vicente dỗ 3 năm. Cầu cho các linh hồn Lucia, Anna, Raymond, Sel, Yuse. Cầu cho các linh hồn nhà an nghỉ, các thai nhi, linh hồn mồ côi, cho tổ tiên ông bà, nội ngoại và cho các linh hồn. Giờ đây chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Vì chúng con đã xúc phạm đến Chúa. Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con. Và ban ơn cứu độ cho chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dần đưa chúng ta đến cuộc sống muôn đời. Amen. Chúa, chúng con thờ lạy Chúa.
xin nhận lời chúng con cầu thầm. Lạy Chúa, Chúa muốn cho hết thảy mọi người được ơn nhận biết Chúa. Chúa lại muốn đón nhận tất cả vào nước Chúa hiển trị. Xin đưa mắt nhìn cánh đồng truyền giáo thật bát ngát bao la, và gửi nhiều tay thợ lành nghề đem tin mừng đến cho mọi loài thụ tạo. Nhờ đó, từ các dân tộc trên khắp hoàn cầu sẽ xuất hiện một dân mới không ngừng phát triển. Đó là đoàn dân được lời Chúa quy tụ và được các bí tích của Chúa nâng đỡ phù trì. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống hằng trị cùng với Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaiah. Đây là điều ông Isaiah, con ông Amốc, đã được thấy về Giu-đa và Giê-ru-sa-lem. Trong tương lai, núi nhà Đức Chúa đứng kiên cường vượt đỉnh các non cao, vương mình trên hết mọi đồn ngọn đồi. Dân dân lũ lượt đưa tới, nước nước dập dìu kéo nhau đi, rằng đến đây ta cùng lên núi Đức Chúa, lên nhà Thiên Chúa của Gia-cóp, để người dạy ta biết lối của người, và để ta biết theo đường người chỉ vẽ. Vì Si-on thánh luật ban xuống, từ Giê-ru-sa-lem lời Đức Chúa phán truyền: người sẽ đứng làm trọng tài giữa các quốc gia và phân xử cho muôn dân tộc. Họ sẽ đúc gươm dao thành cuốc thành cày, rèn giáo mát nên liềm nên hái. Dân này nước nọ sẽ không còn vung kiếm đánh nhau, và thiên hạ thôi học nghề chinh chiến. Hãy đến đây nhà Gia-cóp hỡi, ta cùng đi nhờ ánh sáng Đức Chúa soi đường. Đó là lời Chúa. Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, hát lên mừng Chúa hỡi tất cả địa cầu, hát lên mừng Chúa hãy chúc tụng thánh danh. Chúa cao trọng đáng ngàn lời cung chúc, chí tôn khả úy đấng sáng tạo cung trời, cao trời vượt hết các ngâu thần dân ngoại. Hãy loan báo cho mọi nước biết những kỳ công Chúa làm. Hãy dâng về Chúa quyền lực vinh quang, hãy dâng về Chúa hết hết mọi dân tộc, hãy dâng về Chúa sáng lan ngợp thánh danh.
hãy bưng của lễ vào đền Thiên Chúa, cúc cùng thờ kính Chúa Thánh Thiên uy hùng. Tất cả hoàn vũ hay kinh sở thánh nhan, hãy loan báo cho mọi nước biết những kỳ công Chúa làm. Lời Chúa trong sách Công vụ Tông đồ. Đức Giêsu dùng nhiều cách để chứng tỏ cho các tông đồ thấy là người vẫn sống sau khi đã chịu khổ hình. Trong 40 ngày, người đã hiện ra nói chuyện với các ông về nước Thiên Chúa. Một hôm, đang khi dùng bữa với các tông đồ, Đức Giêsu truyền cho các ông không được rời khỏi Jerusalem, nhưng phải ở lại mà chờ đợi điều Chúa Cha đã hứa. Điều mà anh em đã nghe Thầy nói tới đó là: ông Gioan thì làm phép rửa bằng nước, còn anh em thì trong ít ngày nữa sẽ chịu phép rửa trong Thánh Thần. Bấy giờ những người đang tụ họp ở đó hỏi người rằng: thưa Thầy, có phải bây giờ là lúc Thầy khôi phục vương quốc Israel không? Người đáp: anh em không cần biết thời giờ và kỳ hạn Chúa Cha đã toàn quyền sắp đặt, nhưng anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em. Bấy giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Jerusalem, trong khắp các miền Giu-đê, Samari và cho đến tận cùng trái đất. Đó là lời Chúa. Muôn dân và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Alleluia, Alleluia. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, 11 môn đệ đi tới miền Galilê, đến ngọn núi Đức Giêsu đã truyền cho các ông đến. Khi thấy người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. Đức Giêsu đến gần nói với các ông: Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Dạy bảo họ tuân giữ những điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Thưa anh chị em, hôm nay là Chúa Nhật Khánh Nhật Truyền Giáo, tức là ngày giáo hội cầu nguyện cho việc loan báo tin mừng cho muôn dân. Đây chính là dịp thuần tiện để ta suy nghĩ về sứ vụ truyền giáo của các Kitô hữu. Bài tin mừng chúng ta vừa nghe cho thấy Chúa Phục Sinh đã hiện ra với các tông đồ và ủy thác cho các ông sứ vụ truyền giáo. Ngài bảo: anh em hãy đi giảng dạy cho muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.
Như vậy thì giáo hội được thiết lập không phải để trở nên cái ốc đảo khép kín, nhưng để bung ra loan báo tin mừng với niềm xác tín, vẫn luôn có Chúa hiện diện đồng hành để giáo hội chu toàn sứ vụ. Như lời Đức Giêsu khẳng định trong bài tin mừng: Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Rồi mặt khác, việc truyền giáo nó không chỉ là nhiệm vụ dành riêng cho các tu sĩ linh mục, nhưng là nhiệm vụ của mọi Kitô hữu chúng ta. Và chúng ta phải trả lẽ trước mặt Chúa về cái nhiệm vụ này. Đúng như lời khẳng định của Thánh Phaolô: Đối với tôi, rao giảng tin mừng không phải là lý do để vinh vang, vì đó là sự khẩn thiết đòi buộc tôi. Khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng. Vậy thì hỏi rằng chúng ta sẽ thi hành sứ vụ truyền giáo như thế nào? Thưa anh chị em, sứ vụ truyền giáo hướng tới một mục tiêu duy nhất, đó là giới thiệu khuôn mặt vị Thiên Chúa nhân lành cho những người con chưa nhận biết Ngài. Nhưng để đạt mục tiêu ấy có nhiều phương thế khác nhau. Ở đây xin đề ra ba cái phương cách. Phương cách thứ nhất là cầu nguyện. Đức Giêsu nói: Anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Qua câu đó, Đức Giêsu cho biết Thiên Chúa là chủ ruộng, còn các thừa sai là thợ gặt. Ta phải cầu xin Chúa sai thợ đi gặt đồng lúa trần gian. Như vậy thì theo lời Đức Giêsu, trước hết phải cầu nguyện, cầu xin cho việc truyền giáo. Vào đầu tháng 10, giáo hội mừng kính thánh nữ Tê-sa hạ đồng Giêsu, một nữ tu dòng kín, được đặt làm bổn mạng các sứ truyền giáo. Tại sao vậy? Tại vì cho dù Teresa suốt đời giam mình trong bốn bức tường của nhà dòng, nhưng tâm hồn chị lại rộng mở đến tận cùng thế giới. Những lời cầu nguyện, những việc hy sinh hãm mình của chị để cầu cho sứ vụ truyền giáo, nó đã gắn liền với lại cái bước chân của các vị thừa sai. Nhờ những lời cầu nguyện ấy, Chúa đã ban thêm sức mạnh, giúp đôi chân các vị thừa sai bớt mệt mỏi, tâm hồn các vị bớt nặng nề, để các vị kiên trì rảo bước khắp nơi loan tin mừng cho mọi dân mọi nước. Rồi Đức cha Lambert de Lamothe, đấng sáng lập Hội Dòng Nguyên Thánh Giá, Ngài đang được Giáo hội Việt Nam vận động để phong hiển thánh cho Ngài, thì Đức cha đã nói thế này: Trước khi gieo vái hạt giống phúc âm, hãy dùng lời cầu nguyện làm cho mưa móc xa xuống cánh đồng. Kinh nghiệm cho thấy trước khi gieo hạt giống, người ta thường đánh cho đất nó tơi ra, tưới nước cho đất nó ẩm, và khi đó hạt giống gieo xuống nó sẽ nảy nở. Thì cũng vậy, trước khi gieo hạt giống phúc âm, hãy dùng lời cầu nguyện làm cho mưa móc xa xuống cánh đồng. Và thì hỏi rằng trong cuộc sống, ta có quan tâm cầu nguyện cho việc truyền giáo không? Ta đã dâng những hy sinh hãm mình để cầu nguyện cho việc truyền giáo chưa? Là phương cách thứ hai để truyền giáo là yêu thương phục vụ. Trong thông điệp Đấng Cứu Chuộc Con Người, Thánh Gioan Gioan Phaolô đệ nhị đã viết rằng: Hội thánh quan tâm chăm sóc con người, hội thánh coi việc lo cho con người, cho tương lai mọi người trên trái đất, cho hướng phát triển và tiến bộ như là một yếu tố căn bản của hội thánh. Con người là con đường của hội thánh. Như vậy thì tất cả những sinh hoạt trần thế mà chúng ta dấn thân vào, như là văn hóa, nghệ thuật, lao động sản xuất, dịch vụ, giáo dục, y tế, thương mại, vân vân, nếu nhắm phục vụ con người, xây dựng và phát triển con người, thì đấy là cách truyền giáo có sức thuyết phục. Tại sao vậy? Thưa, bởi vì ngày hôm nay người ta dễ tin vào giáo hội,
cho thái độ của giáo hội đối với con người hơn là thái độ của giáo hội đối với Thiên Chúa. Xét cho cùng thì trong mọi dấn thân phục vụ, chỉ có tình yêu mới là quan trọng. Đúng như một nhà văn đã viết: thế giới ngày mai sẽ thuộc về những người biết yêu thương nó và biết biểu lộ tình yêu ấy cho trần gian. Rồi phương cách truyền giáo thứ ba là sống tốt đời Kitô hữu của mình. Sống tốt đời Kitô hữu không có nghĩa là chỉ quan tâm đến việc xây dựng những ngôi nhà thờ nguy nga đồ sộ, đặt những ảnh tượng mới, tổ chức lễ lạc, rước sách sầm uất linh đình, lập ra những văn phòng ban bệ với những phương tiện hiện đại. Nhưng sống tốt để Kitô hữu nghĩa là sống với, sống cùng, sống giữa mọi người để làm chứng, và qua đó ta thông truyền niềm tin của mình cho mọi người, nhất là trong bối cảnh xã hội ngày hôm nay, khi một mặt người ta dửng dưng với tôn giáo, nhưng mặt khác họ lại khao khát một niềm tin. Phải nói rằng thời đại ngày hôm nay đang thiếu những con người có trái tim hơn là những con người có trí tuệ. Mahatma Gandhi, bậc vĩ nhân của Ấn Độ, đã nói với các nhà truyền giáo như thế này: hãy để cuộc sống các ngài nói với chúng tôi như đóa hoa hồng, không cần ngôn ngữ mà chỉ đơn sơ để cho hương thơm lan tỏa, hầu cho cả những người mù tuy không xem thấy cũng nhận ra được hương thơm của nó. Điều chúng tôi cần là đời sống Kitô hữu đích thực, chứ không phải là sự cắt nghĩa đời sống đó. Rồi Đức Giáo Hoàng Francisco cũng đã nói với chúng ta: giáo hội lớn lên nhờ những chứng tá, chứ không phải nhờ số người tha gia nhập đạo. Chứng tá thực sự có sức lôi cuốn là những lối sống vốn lẽ không phổ biến. Đó là lòng quảng đại, không tư lợi, là hy sinh quên mình để chăm lo cho người khác cách phù hợp. Đức Giáo Hoàng kết luận: điều tôi mong chờ nơi anh em là anh em hay sống chứng tá. Tóm lại, thưa anh chị em, cầu nguyện, yêu thương phục vụ và sống tốt đời Kitô hữu, đó là những phương thế truyền giáo, là sứ vụ của người Kitô hữu chúng ta hôm nay. Vào cuối mỗi thánh lễ, linh mục chủ sự chào cộng đoàn rằng: lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an. Cái động từ đi nó vừa kết thúc cho thánh lễ, vừa khởi đầu cho một cuộc ra đi, đi vào lòng đời với cuộc sống muôn mặt, với đủ một hạng người mà ta tiếp xúc. Chớ gì nhờ lời Chúa hâm nóng và mình máu Thánh Chúa trong thánh lễ hôm nay bổ sức, chúng ta sẽ ra đi với một thao thức mới, thao thức loan báo tin mừng theo lệnh truyền của Chúa như chúng ta vừa nghe trong bài phúc âm. Amen. Chúng ta đứng lên để tuyên xưng đức tin. Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất. Đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành. Vì loài người chúng ta và để cứu đời chúng ta, người đã từ trời xuống thế,
bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thế trong lòng Trinh Nữ và người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh, Người lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Và là đấng ban sự sống, Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, Người được phung thờ. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiện, Công giáo và tông truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trông đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Anh chị em thân mến, trong ngày Khánh Nhật Truyền Giáo hôm nay, chúng ta hãy dâng lên Chúa những ước nguyện của cộng đoàn chúng ta. Chúa phán: các con hãy đi khắp tứ phương thiên hạ để loan báo tin mừng cho muôn dân. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi thành phần trong Hội Thánh nỗ lực hoàn thành sứ mạng loan báo tin mừng bằng lời rao giảng, lời cầu nguyện và bằng việc bác ái hằng ngày. Xin Chúa nhận lời chúng con. Đẹp thay những bức chương người sứ giả tin mừng, từ hơn 2000 năm nay đã có rất nhiều người hy sinh cả cuộc đời cho công cuộc truyền giáo. Chúng ta cùng cầu xin Chúa ban cho các nhà truyền giáo ở khắp nơi trên thế giới có được đức tin vững vàng và một nghị lực mạnh mẽ để luôn can đảm dấn thân trong sứ mạng cao cả này. Xin Chúa nhận lời chúng con. Có biết bao người đang phải đau khổ vì thiên tai, chiến tranh, nghèo đói. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho họ được thêm kiên tâm chịu đựng và nhận ra phần đóng góp âm thầm nhưng hữu hiệu của mình vào việc truyền giáo. Xin Chúa nhận lời chúng con. Khi con người ngự đến, liệu còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng? Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta luôn biết quan tâm và tích cực đẩy mạnh công cuộc truyền giáo để làm cho nước Chúa ngày càng lan rộng. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết làm chứng cho Đức Kitô bằng chính đời sống thường ngày của mình, biết cầu nguyện và hy sinh cho công cuộc truyền giáo của giáo hội. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lời tri ân cảm tạ.
chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và mời cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, xin nhìn xem gương mặt Đức Kitô mà nhớ lại rằng chính Người đã hy sinh chịu chết để muôn người được ơn cứu độ. Xin Chúa cho các dân tộc trên khắp cùng trái đất được nhờ Người mà nhận biết Chúa là Thiên Chúa tình yêu và được cùng Người dâng lên Chúa một hiến lễ tinh tuyển duy nhất, Người hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên, chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thật là chính đáng. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì thương xót nhân loại lỗi lầm, Người đã chấp nhận sinh ra bởi Đức Trinh Nữ, đã chịu khổ hình thập giá để cứu chúng con khỏi chết muôn đời, và từ cõi chết sống lại, Người đã ban cho chúng con được hưởng phúc trường sinh. Vì thế, cùng với các thiên thần và tổng lãnh thiên thần, các bệ thần và quản thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế, chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén, cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy.
Đây là mầu nhiệm đức tin. Và tuyên xưng Chúa sống lại. Vì vậy lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con, khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám mục Giuse chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến tôi tớ Chúa là các linh hồn hôm nay xin chúng con cầu nguyện, mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt là các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa. Nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng, trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế, và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam rồi, lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, vì đức và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con.
xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hiệp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa được vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành hẳn. Lòng mừng bao lâu
tình Chúa quê mình, ly tương thần linh muôn đời tôn kính. Người đi trong nước mắt và người về trong câu ca, tay uống máu lúa lòng mừng bao la. Đẹp hay mỗi đêm thấy những bước chân reo mong cứu rỗi. Đẹp hay mỗi đêm thấy những bước chân reo khắp nẻo đường. Ai reo trong lệ gặp trong vui sướng, ai gieo trong nước mắt sẽ về giữa tiếng cười. Ôi đêm thay, ôi đêm thay, tiếng khóc giữa lòng đêm sao, giữa lòng đêm dưới tình con chiều trời. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, lương thực Chúa vừa ban cho chúng con cũng chính là lương thực Chúa sẽ ban trong nước Chúa ngày sau. Xin cho thần lương này vừa nuôi dưỡng lòng tin của hội thánh, vừa lôi kéo thêm nhiều người đến cùng Đức Kitô là sự thật, người hằng sống và hiện trị muôn đời. Amen. Thưa anh chị em, trong ngày khánh nhật truyền giáo hôm nay, tòa giám mục kêu gọi chúng ta hãy đóng góp cho cái công cuộc rao giảng tin mừng. Vậy xin anh chị em chúng ta quảng đài đóng góp cái phần của mình vào vấn đề loan tin mừng cho những người anh em lương dân đang hiện diện chung quanh chúng ta. Cảm ơn anh chị em. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an. Chúa trời xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiêu thốn. Đức nữ đồng trinh hiển vinh sang lang. Chúa chúng con
lại ra thanh trai tìm Đức Chúa Giêsu. Lại trai tìm cực thanh cực tịnh ra thanh Đức Bà Maria. Lại ông thanh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh. Lại các thanh tư đạo Việt Nam. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Chúa Giêsu con thờ lạy Chúa.